Nossa. Pila hôm nay tại sao Pila lại tự nhiên lại hứng thú lại lên đây nằm cùng Siro bị hấp vào mà sao lại chưa vào đấy? Một đứa phải nằm ở bên ngoài thì mới đủ chỗ. Đứa nào nằm ở bên ngoài? Hả? Siro ra bên ngoài nằm đi thì mới đủ chỗ chứ. Hả? Để hôm nay để cho bà Pila nằm cùng với. Thế Siro ra bên ngoài, Siro nằm đi. Thế Pila nằm xuống đi. Gác chân thế này thì hơi căng. Được rồi, yên tâm là anh không đuổi đứa nào ra khỏi nhà đâu, nên là không cần phải nịnh hót. Thế như thế này đủ chỗ cho cả con Messi. Thế con Messi đâu? Con Messi có muốn lên đây không? Hả Messi? Messi à? Messi? Con Messi đâu rồi? Messi có lên không? Messi lên đi. Ok, nằm xuống đấy. Messi nằm xuống đi. Nằm xuống. Messi nằm xuống đi. Đấy, bà với mẹ nằm vào một bên nhường chỗ cho Messi đấy. Messi không thèm lên luôn. Messi lên đây nào. Messi. Messi. Đừng có dỗi. Rồi, ok, nằm xuống. Nằm xuống đấy. Ok, đủ chỗ mà. Oh, đủ chỗ mà. Hai cái ghế là kê vào nhau là đủ chỗ để cho tất cả cùng nằm. Đây, hôm nay nó hơi lạnh một cái đây. Mà hôm qua đuổi bảo là đuổi một con ra khỏi nhà là chúng nó giải chăn một cái này chúng nó phi lên chúng nó nằm cùng ngay. Đó. Đó. Ok, Messi nằm xuống đi. Tại sao lại là bốn con? Là bởi vì còn một con đây này. Đây. Đây. Đó. Đó. Con nó. Đó, bốn con chưa? Xin nằm xuống. Ok, thôi được rồi, Siro nằm đấy đi. Nằm bên ngủ đi. Hôm nay con dây ơi thì nó lên đây là làm bị chặt này. Chứ bình thường một đứa nằm dưới chân, một đứa nằm ở bên cạnh là thoải mái, rộng rãi. Cái con săn đây nó kêu cái gì không biết. Không hiểu là con săn đây nó kêu cái gì. Chúng ta không cần quan tâm nhỉ. Chả quan tâm là cái gì. Ok, nằm xuống đi Messi. Nằm xuống thế nào. Siro thì cũng nằm xuống đi còn gì nữa. Siro buồn ngủ díp cả mắt rồi mà còn cứ cố mà thức làm gì. Muốn anh xoa hả? Xoa thì Messi thì thoải mái rồi nhưng anh mỏi tay lắm. Thôi được rồi. Hầm à? Hầm mà đi liếm cái chăn của anh làm gì? Nào, liếm ướt hết chăn của anh. Siro. Không liếm nữa. Ngủ nhắm mắt vào. Ngủ thế nào? Hả? À. Nhắm mắt vào. Được rồi, không phải liếm đâu, liếm gì. Yêu thương nhau quá. Ok rồi, liếm cả mấy ảnh nữa hả? Thôi ngủ đi.
Nằm yên thế. Nằm yên thế ngủ đi. Ok, nhắm mắt vào. Siro nhắm mắt vào đi. Nhắm mắt vào ngủ đi nào. Cả con Messi nữa. Con Messi nữa. Messi có ngủ đi không? Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào đi. Hôm nay nằm ở trên này với chúng nó. Nằm ở trên này thì chúng nó là chúng nó thấy nằm ở trên này cái này chúng nó phi vào chúng nó nằm cùng luôn. Đây này, nó liếm ướt cả áo thôi rồi này. À, thôi không phải liếm nữa, liếm áo anh đấm cho già đấy. Kìa kìa, bà Pila ngủ rồi kìa, nằm yên từ nãy giờ kia ngủ rồi kìa. Lâu lắm Pila nó mới lên đây nó nằm cùng đấy. Và hôm nay nó ngủ luôn rồi, chắc là tại vì hôm qua bảo là còn hư chạy chuyện nhau là anh sẽ đuổi một con ra khỏi nhà. Thế cho nên là hôm nay nó nhảy đi lên lên đây nó nằm với anh sớm. Đấy. Cho nên là Siro không được cà khịa bà nữa. Không chơi cái trò mà cứ thấy bà chơi cái món đồ gì xong là lừa 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 lừa. Bà nhả ra một cái là ra cướp của bà. Ra cướp của bà rồi đến khi mẹ lại can bà. Mẹ lại can bà đòi lại đồ chơi rồi mẹ với bà lại hục hặc với nhau. Mà mẹ với bà hục hặc với nhau là anh cứ phạt con nào to hơn là anh phạt con đấy. Bởi vì đứa lớn phải nhường đứa nhỏ. Cho nên là bà hay bị ăn mắng. Nhưng mà gặp cái trường hợp cháu như Siro thì cũng hơi bị nhức đầu. Được rồi, không phải nịnh nữa, rút kinh nghiệm là được. Không được theo kiểu là trêu chọc bà theo kiểu như vậy nữa Siro nhá. Tôi không liếm nữa, ướt áo anh. Không liếm vào áo nữa, ướt áo. Hầm còn hấp này. Còn giờ hơi Messi nằm xuống. Sao mà xin lại cứ ngồi 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 vậy? À, để quả cam vào đây cho nó thơm. Đó. Bây giờ làm sao để mà nằm yên thế này để anh không phải dậy mà vẫn tắt được điện để đi ngủ nhỉ? Nhỉ? Bây giờ làm sao để mà vẫn tắt được nằm yên như này mà vẫn tắt được điện để đi ngủ nhỉ? Nhỉ? Mua cái điện thoại mới mà quên mất quay cái đoạn này lại vẫn quay bằng điện thoại cũ, không dùng điện thoại mới. Quen tay. Mua cái điện thoại mới quay video cho nó sáng hơn, nó nét hơn. Pila đã ngủ chưa? Pila ngủ rồi à? Pila ngủ rồi mà chĩa máy quay vào phát là Pila biết ngay. Siro nằm xuống đi, hay là Siro lại nắm rồi? Đã nắm chưa? Nằm xuống đi, quay mông lại mà tí mà xì hơi ra không đây không ai ngửi được đâu. À, hôm nay ăn thịt gà thì không sợ xì hơi. À, đôi con chó này thì sẽ biết được là nếu mà hôm nào mà đảo cái món gì đấy ăn mà cho nó ăn nhiều cơm ấy, có những cái món nào sẽ phải đảo nhiều thì sẽ phải cho nó nhiều cơm và phải đảo nhiều cơm, bởi vì nếu mà không đảo nhiều cơm vào thì chúng nó ăn nó không tiêu hết, nhất là giả sử như theo kiểu như là bò vụn nó sẽ phải đảo nhiều cơm thì những cái hôm đấy là chúng nó sẽ xì hơi nhiều. Chỉ hơi nhiều là phải né cho nó ra chứ không không ngửi được. Nằm xuống. Đã rồi, nằm xuống ngủ đi.